Sau cùng thì tôi cũng cảm ơn là anh chị em cô bác, bạn bè đã dành rất nhiều tình cảm để dành một chút xíu thời gian để đến tham dự đám cưới của Đô. Đô cũng rất là trân quý cái tình cảm mọi người đã dành cho vợ chồng Đô và cảm ơn mọi người rất nhiều.